Bồi hồi, lo lắng dõi theo từng phút khi con đang ngồi trong phòng thi, rồi vỡ òa vì sung sướng, rơi nước mắt khi nghe tin con làm tốt phần thi của mình là cảm xúc của chị Nguyễn Thị Kiều Hương ở Hoàng Mai, Hà Nội, tại điểm thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Trương Định, trưa ngày 11 tháng 6. Tại vì cũng là muốn con được vào trường mong muốn. Hôm qua văn con cũng bảo làm tốt, anh con không phải tốt lắm. Đâm ra là đang kỳ vọng của con là môn toán. Nhưng mà thấy con bạn là làm được từ 8 đến 9 nhưng không biết có đúng không, nhưng mà mình chờ con thấy con xuống muộn là hồi hộp. Con cũng học được ấy, nhưng mà sang năm nay là con hơi chảnh mảng. Đâm ra nhà cũng hy vọng. Thấy con bạn làm được mình rất là xúc động. Bây giờ là mình cũng rất là tự hào vì con đã hoàn thành xong một ngày thi vất vả rồi, mẹ cũng đồng hành, cả nhà cũng rất là vất vả. Bây giờ là cho con được nghỉ ngơi. Bây giờ con thôi sau kỳ thi này là áp lực quá nhiều, bây giờ con như thế nào là cả nhà rất là chiều luôn. Sau khi con kết thúc 2 ngày thi đầy vất vả, áp lực, các bậc làm cha, làm mẹ cũng nhẹ đi một phần lo lắng. Chính họ là người luôn bên cạnh động viên con, dùng sự từng trải của mình để giúp con cảm thấy nhẹ nhõm hơn và không đặt nặng áp lực về thành tích bởi các con đã làm hết sức mình. Cảm xúc thì mình rất là sốt ruột, rất là lo lắng. Thế nhưng mà nói chung là dù gì thì đã cố gắng đến ngày cuối cùng rồi. Cho nên là cũng không gây áp lực với các con nữa. Vì thực sự các con ở Hà Nội cuộc thi là rất là áp lực, rất là vất vả. Nhất là trường con chọn là có tỷ lệ chọi khá là cao. Con mình thì cũng có thức khuya, dậy sớm. Và nhất là những ngày trước khi thi thì con rất là áp lực. Tuy nhiên là làm người mẹ thì bao giờ chị cũng phải trấn an con. Cuộc thi đến giờ này thì con phải cố gắng hết sức thôi, không tự áp lực nữa. Thi xong rồi cuộc thi đấy, đây là thử thách cũng đã qua rồi. Hãy buông bỏ hết mọi thứ để tận hưởng một mùa hè trước khi bắt đầu một chặng đường mới. Bố sẽ là hy vọng là kỳ thi này con đã đạt kết quả là cao. Còn thực tế ra thì con đã làm tốt rồi, được cái hết khả năng của con rồi. Dù như nào thì bố mẹ cũng rất là mừng vì con đã chứng kiến cái kỳ thi sát hạch để lên lớp 10 này. Sau đợt thi này con có mong muốn đi chơi đâu thì bố mẹ sẽ cùng con đồng hành, bù đắp lại cái lúc mà vất vả trong cái đợt ôn thi vừa rồi. Mong là tối hôm nay thì là một buổi tối mà con sẽ được nghỉ ngơi coi là trọn vẹn, yên tâm, không phải lo trong cái đợt vất vả như những cái ngày vừa qua nữa. Cũng theo các phụ huynh, cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn luôn đồng hành cùng con, định hướng và góp ý để con tự tin theo đuổi ước mơ, nguyện vọng của chính mình.